I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health với KT. Thì xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game ha. Cái tiếng Trung của nó mình dịch ra là hiệp sĩ, nên mình đặt nó là hiệp sĩ luôn. Rồi ở đây các bạn đặt cái tên tài khoản của bạn ha. Đây là mật khẩu. Bạn nào mà cài lần đầu tiên á, thì vào game thì nó sẽ có cái nó kêu chúng ta là update thêm ha. Thì các bạn cứ đồng ý cho nó update. Đó, đây là nhân vật nữ nè. Chù, ở dưới nó có cái bông sen hay gì nữa nè. Coi là nhân vật nam coi. Đó, lãng tử. Nhưng mà cái phong nền nó nhìn nó chói quá. Ở đây, đây là anh hòa thượng của chúng ta. Nhìn mặt ngầu quá. Đây, đây là cho ai đam mê nhân vật chibi đồ này nào. Đó. Bây giờ chọn cái nào ta? Chọn anh này đi. Nhìn cho hầm hố một chút. Rồi ở đây ta, đó. Chọn nè, đó, mặt hầm hố nè. Có râu, không có râu, râu nhiều đi. Rồi môi. Môi dày, môi mỏng, môi gì đó nhìn chắc cũng không thấy lắm đâu. Là mắt đó. Bạn nhìn kỹ chắc cũng không ra đâu. Rồi chúng ta vô đại đi. Nhìn nó hơi khó thấy một chút. Mà nói trước con này là chơi là các bạn phải xài Fay AP nha. Vì cái độ mà độ binh giật lắc của nó là vàng cho tới đỏ thôi, chứ không có vụ mà xanh đâu nha. Thông báo trước cho những bạn chơi luôn. Để nhiều bạn ý đi là vào là ừ xanh chơi mượt rồi không có đâu nha. Mình không báo trước là con này là mát lắc. Mà anh em nào vào sớm thì còn chơi ha. Chậm thì nó có thể đai hoặc nó sập thì mình không biết. Lâu vào phải. Đó, vào là thấy pin hơi xanh đúng không? Nhưng mà nó giật nè. Để nó gán lướt lướt qua khúc này đi. Để khúc nó đồ quà nó hơi nặng. Đó, pin mát đỏ luôn rồi. Đây đặt tên. Sáu chữ rồi các bạn. Đây cái ngoặc cảnh gì đây, nó đứa bé chạy đi. Đó, tất cả đều chạy đi. Quá không thấy được gì luôn má ơi. Nè, pin nè. 350. Kệ nó chưa đỏ là được rồi các bạn. Cái đỏ mới mệt. Con bé nó còn lúc lắc là được rồi.
Rồi, bắt mất tiêu đứa bé rồi. Đánh ghê không? Nó trưởng rồi. Cuối cùng thằng trẻ thua. Ê, sao bắt đứa trẻ đi rồi ta? Cái cốt truyện không hiểu cho lắm. Pin vàng nhưng mà chơi vẫn thấy mượt nha các bạn. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn thâu đi, nó chạy lâu quá thấy cũng mệt. Rồi, các bạn bấm vào cái thanh lực chiến này ha, đó là nó sẽ hiện các bạn thâu. Rồi mình cũng chẳng biết gì, thôi bấm đại đi. Đó nó lên tiền rồi đó, nó lên tiền rồi đó các bạn. Rồi ở đây là chẳng biết gì. Đó, à thì ra đó là cái kế bên tiền là cái lever ha. Rồi tiếp tục. Bậy rồi, nè, tiền lên quá trời đó. Nè đây là cái lever nè. Đó, bấm vô là nó lên lever nè. Đó, đó. 80 luôn. Giỏ này là chưa có mở. Rồi tiếp tục ha, bấm vào. Hết lên level được rồi các bạn, mát rồi. Như chuyển sinh hay gì nữa nó mới cho lên nữa. Giờ ta bấm bên này đi, bên này nó không mở cái gì hết. Bấm bên này cũng không mở cái gì hết. À, bên này nó cộng cái gì nè, rồi cộng mát luôn rồi. Lực chiến đâu lên chứ vậy? Ui vãi. À cái đó là ra đồ, cái đó là ra đồ. Này nó không ra gì hết. Này cũng không ra. Ý, cái này lại ra cái gì nè. Không ra luôn. Này là không ra luôn. Này là gầm mê gì đó. Rồi cái này không có. Rồi cái này là số 1 mà. Chuyển là 1000 xem. Không được, cũng 100.
được luôn. Rồi, thôi, bao nhiêu đó đủ rồi ha. Ú, máu lên nè, máu gì ai đánh lại nổi. Dạo xem mua được cái gì đây. Những cái này chưa mua được là sao? VIP này, vô VIP coi. Ủa Ngọc có mà ta. Đậu phụ nó bắt nạp nó lên VIP làm sao? Nó bắt nạp mấy cái này nó mới cho VIP nè. Tào lao. Á đồ, mua được con ác điểu nè. Đó, đó. Ý, mua được con rồng nữa nè. Mang vô, đó. Đây là con hù. Hù để ra đi. Chụp tình. Có gì ngon hết ta. Đây là túi nè. Game này mình báo trước là match lắc nha, nên anh em nào chơi mà có gặp trường hợp lắc giật này nọ là mình không biết nha. Quan trọng sao cưỡi đây.
này lượm ở đâu ta, mua ở đâu ta, hồi nãy trong mày có không đây? Đây ở đây này, mua cái màu xanh này chứ, đúng rồi. Thì mình cho dòng thứ ba nè, nó sẽ ra nè. Đó. Mua cái thẻ này nữa hả? Cái thẻ này mua đâu ta? Lao thiệt. Đây, đây, cái thẻ này đây nè. Ghét cái nào cũng mua hết cho nó lẻ. Rồi bấm vô lại. Ủa cái số 3 quên. Ủa nó đâu rồi? Rồi giờ không biết đường nào mở luôn. Không phải. Làm đâu ta? Đây 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 đây, ngay góc này. Lên tới con cọp rồi. Trên sẽ có con giả tượng nữa các bạn, có con gấu nữa kìa. Để ráng lên coi nó lên được cái gì. À cái này con báo. Báo đen, báo đen. Ý, mát là được con rồng đó các bạn. Gắn lên, cố gắng nè, cố gắng nào, cố gắng nào. Đó, được con dồi, dồi này chắc dồi ma mút rồi. Con báo găng kiếm ha. Đó. Mà nhìn nó tù quá. Quá là tù. Tiếp theo là con gì để giống con ngựa quá vậy? Tại sao đi một vòng lại quay lại con ngựa ta? Lao thì tiếp đi một vòng lại quay lại con ngựa. Gần được rồi, gần được rồi. Một con ngựa đen. Đó, 61 điểm nữa là lên một con kỳ lân. Cố lên nào. Các bạn nhớ like và share video nha. Ai đang chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quá lắm quá. Ây, sau khi mà lên con kỳ lân nè. Ui, nhìn con kỳ lân tù vãi. Trời ơi, nhìn nè, con kỳ lân nó tù vậy. Trời ơi.
mua gì nè. Ý, có con heo nữa kìa các bạn. Con heo nữa chứ, tào lao thì. Giờ làm sao để xúc con heo ra ta? Đồ không có duyên gì nè, mở ra là em mở được mấy con này nè các bạn. À không phải, đây nè, mấy cái con hồi nãy mình nhận được nè, nằm đây nè. Úi giời ơi, đi ra mua thêm cái anh gồng bỏ vô coi. Nãy đâu ta, đây đúng rồi, đây. Ngày mua được có một con hả? Đó, giờ nó hiện hình con rồng lên rồi nè. Đó, đi nè. Ôi giời ơi. Bạn chạy nhiệm vụ ha, chạy nhiệm vụ mới lấy được hết mấy cái này ha, mấy cái kỹ năng này nè. Đó, chạy mới lấy được ha. Một lần nữa mình nói là tất cả đều nằm trong video ha, chứ lại phần mô tả các bạn cứ coi mấy cái phần đó là ok hết ha. Nhiều bạn là không xem mà cứ hỏi mình biết, mình cũng bó tay. Hay gì đánh thử một cái rồi nghỉ. Anh đã chọn con này được rồi. Mà hình như đâu có nhân vật này đâu. Sao không có nhân vật cầm đàn, chỉ có nhân vật cầm kiếm mà. Boss, boss nằm ở đâu đây? Không, không phải đây đâu. Đây nè. Đó, đó, boss này các bạn. Boss chết ngắt rồi. Được lệnh vô đánh boss nè. Đó, đây con boss nè, tướng mảnh khảnh vãi. Ui, có con heo nè. Chết rồi hả? Game này chơi thấy cũng hay đó các bạn. Thì coi dứt thêm một con nữa rồi đi ngủ ha. Vì bây giờ là mình đang
Mình đang quay video là lúc 1 giờ 20 đêm ha. Đó. Trời trời, con boss gì mà đánh không mất miếng máu ta. Đùa nhau hả? Đùa nhau hả? Cái đó thì dễ luôn kìa trời. Đánh hoài không mất máu ba ơi. Thôi bye bye các bạn, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và share video mình nha. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Rủ bạn bè rồi qua đăng ký share vào những nhóm trên Facebook rồi này nọ. Giúp mình nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.